chào anh. Anh tìm ai? Em không nhận ra anh à? Anh là... Anh Minh Nghĩa nè em. Trời ơi, anh Nghĩa, anh khác quá vậy. Đã hơn 20 năm rồi còn gì. Phi Yên, anh tặng em. Anh uống nước đi. À, thằng Nhật Hạ khỏe không em? Rất khỏe mạnh, thông minh và năng động nữa. À, còn thằng Khải Hoàng, thằng bạn thân của anh, nó vẫn tốt với em chứ? Vẫn tốt như ngày nào, vẫn hiền, chu đáo và trách nhiệm với vợ con. À, vậy thì anh chúc mừng em. Ủa, mà anh về lần này bao lâu thì về lại bên kia? À, anh về lần này chắc là anh không quay lại bên kia đâu. Lần này anh về đây là anh có một dự án lớn, một trọng trách mới. Hay nói đúng hơn là anh có một sứ mạng của đời mình. À, mà nè, em khoan cho thằng Khải Hoàng biết là anh về đây nghe chưa? Ủa? Anh muốn dành cho nó một sự bất ngờ. Anh lúc nào cũng bí hiểm vậy á. Hôm nay tôi tới đây là muốn kết hợp với anh để hại ông Khải Hoàng, cho ông Khải Hoàng biết một bài học mới được. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hợp tác với tôi còn không thiệt đâu. Để tỏ thành ý của mình, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật. Bí mật gì vậy? Đừng nóng, cứ bình tĩnh đã. À, con trai, ra đây con. Ba, ba gọi con. Hả? Ủa, ê, 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 nè, nè, sao tự nhiên có thằng Nhật Hạ ở đây vậy? Ờ, sao nó ở đây vậy? Không lẽ nói với anh... Cậu bình tĩnh đã. Đây không phải là Nhật Hạ, mà nó là Thanh Tú. Cái gì? Thanh Tú? Ừ. Là sao? Trời đất ơi, Nhật Hạ với Thanh Tú sao mà giống nhau như hai giọt nước vậy? Thanh Tú đó là con trai của tôi đó. Con trai? Chào chú. Vậy là sao ta?